Sư Minh Tuệ và Thích Chân Quang đều là sư nhưng khác hoàn toàn. Khi một người thì ai cũng mến, còn một người ai cũng phải than. Sư Minh Tuệ ăn bữa cơm chay rồi lại đi rong ruổi một ngày, chỉ ngu ngồi và hay hành khất, không nhân tiền chỉ nhận đồ chay. Nhưng nghe rằng sư Thích Chân Quang vẫn thường đi ăn uống đàng hoàng, thích cúng dường và ham vật chất, sư luôn ngồi xế hộp thật sáng. Sư Minh Tuệ không có sân si, dù là ai muốn nói điều gì, không oán thù thiệt hơn được mất, buông bỏ rồi đâu cần được chi. Khi nghe về sư Thích Chân Quang là người ta bỗng thấy bàng hoàng, khuyên mọi người nhà xe vật chất, đêm vô chùa phước lành mình mà. Người ơi nhớ cho, đời trần ai cũng chỉ coi tạm, nên thất thà trời thương trời quý, sống lốc lừa lãnh nghiệp về sau. Về sư Thích Chân Quang là người ta bỗng thấy bàng hoàng, khuyên mọi người nhà xe vật chất, đêm vô chùa phước lành mình mang. Người ơi nhớ cho, đời trần ai cũng chỉ coi tạm, nên thất thà trời thương trời quý, sống lốc lừa lãnh nghiệp về sau. Người ơi nhớ cho, đời trần ai cũng chỉ coi tạm, nên thất thà trời thương trời quý, sống lốc lừa lãnh nghiệp về sau. Nên thất thà trời thương trời quý, sống lốc lừa gánh nghiệp về sau.